Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận, mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Nhưng mà nếu mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Nên ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học, do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau, nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình, hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết. Lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Anh cũng quan tâm, anh cũng chăm sóc em. Nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị cảm... nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt bớt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ không luôn. Ừ em nói ừ một cái em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ em ngoan em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. À hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi. Dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Ba người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích.
đóng phim không? Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là làm bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? À. Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen. Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình, ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi. Rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe. Để chinh phục đối phương nha. Hôm nay mình đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được cũng anh. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Ừ, dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh à, trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng Hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác. Tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa.
Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau, và lời anh muốn nói với em là, và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn, gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến Thịnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like country, Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Em xin hết ạ. Trong hồi với tiến tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái, hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào, hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác, cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị. Trời ơi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu. Hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên kia. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Lương Văn Nông, em 34 tuổi, em làm việc tại Long An. Nông làm gì Nông? Dạ, em làm nhân viên kỹ thuật cơ điện vậy. À, kỹ thuật cơ điện. Mời bạn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo, em đến từ Đồng Nai và quê em ở Bình Thuận ạ. Em làm công việc gì cưng? Dạ hiện tại em đang làm công ty điện tử ở dưới Đồng Nai, nhưng mà em đang trong thời gian em chuyển việc á chị. Đang chuyển việc hả? Dạ. Rồi sẵn chuyến này chuyển về Long An luôn đi. Long An là Bến Lức hay Tân An hay gì em? Dạ em ở Đức Hòa. Đức Hòa hả? Rồi ở Đồng Hương. Đồng Hương chị Ngọc Lan đó ha. À, giờ em nói cho nhà gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi Nông. Dạ điểm mạnh của em thì em thích quan tâm người khác. Em biết nấu ăn, biết rồi, hát. Tốt. Điểm yếu? Dạ điểm yếu là em có hút thuốc ạ. Hút thuốc nhiều không? Dạ hút hơi nhiều chút. Nhiều giờ dạ, chắc chút xíu bên kia yêu cầu bỏ đó. Dạ nếu như mà có người yêu cầu bỏ thì em sẽ bỏ vậy. Sẽ bỏ đúng không? Bỏ ngang luôn ạ. Bỏ ngang luôn. Dạ. Được. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn ạ. Dạ em cũng thích ca hát, với lại tính tình em thì cũng vui vẻ ạ. Còn điểm yếu của em thì nói chung là em hơi cáo á chị, tại kiểu như là kiểu như em không thích người ở dơ kiểu.
Với lại bề bộn quá em cũng không thích, em cứ hơi nóng tính cái chuyện đó. Tức là thấy cái gì mà bề bộn dơ giấy là càm ràm liền. Dạ là đúng liền. Dạ đúng rồi. Bên kia có ở dơ không? Dạ không chị ạ. Rồi sạch sẽ. Đẹp trai sáng sủa luôn nha. Em có mấy mối tình rồi không? Dạ em có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là em cô gần nhà gần xóm, nhưng mà em hay đi làm xa. Cô hàng xóm đúng không? Dạ. Quen mấy năm? Dạ em quen cỡ năm là, nhưng mà anh trai của tưởng là mình không thương thật á. Cái anh trai nói hối cô ấy còn nhỏ á. Cái kia thôi mình ly la chồng đi chứ biết đâu. Rồi cô lấy chồng luôn? Dạ, cô lấy chồng luôn. Rồi được rồi. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai là ở công tâm, em làm công tâm á. Nhưng mà khi mà em về lại á thì cô ấy cũng, lúc đó thì em chưa nghĩ lập gia đình. Nhưng cô ấy thì cũng trong, cũng muốn lập gia đình. Rồi em thì em chưa muốn, nên khi mà hai người xa nhau á là cô ấy cũng kêu là thôi em đi lấy chồng á. Là trong vòng 3 tháng là cô ấy đi lấy chồng. Vậy là em quen hai người đều đi lấy chồng hết trơn á? Dạ em quen ai đi lấy chồng vậy. Rồi bây giờ quen là lấy liền nha, không là dạ, quen dạ. Cô kia lấy chồng dạ, luôn á. Em xác định rồi mà em giờ em quen là em lấy liền á. Lấy liền nha. Dạ. Rồi. Bây giờ nhà gái nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị. Dạ mối tình đầu của em thì cũng quen được 1 năm á. Nói chung là cũng không có sâu sắc, với lại người ta cũng đi làm xa chị nên. Rồi là... mối tình nào sâu sắc nhất? Mối tình nào sâu sắc nhất là mối tình thứ 3. Quen thì cũng được 3 năm á, nhưng mà do bị bắt đầu quan điểm á nên tụi em cũng quyết định dừng lại chị. Vậy rồi cái quan điểm của em để có một người bạn trai là cái gì? Điểm của em thì anh đó chung thủy, với lại kiểu con gái mà ví dụ anh đi đâu thì cũng phải nói cho em biết, hoặc là ví dụ như công việc ảnh bị khó khăn cái gì đó cũng phải nói cho em biết. Nói chung em cần sự chia sẻ ha. Dạ đúng rồi chị. Với lại em cũng không thích đàn ông hút thuốc lá. Chết rồi. Không mà bên kia người ta nói người ta bỏ ngang được em ơi. Dạ, bỏ ngang được. Em cái vụ mà bỏ ngang thì cũng thiệt chưa chắc đó. Gặp hứa là bỏ ngang liền nha em nha. Dạ dạ. Rồi. Bây giờ bên kia mà thuốc mà không bỏ ngang là em bỏ ngang luôn. Đúng rồi, vậy đi. Dạ. Được không? Trời ơi, trời em gái. Em gặp là em bỏ ngang luôn. Dạ bỏ ngang luôn. Anh bảo đảm luôn, xinh quá, dễ thương quá em, trời ơi. Bồng bềnh như mây. Đúng rồi. Bây giờ nè, em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người của em là 1m7. 1m7 hả? Dạ. Để đi qua coi. Dạ không có, không tới ạ. Gần tới. Chết dạ, gần tới hả? Cao không dịu chút. Dạ, em chào chị. Xích quá. Chào dạ, chị Ngọc Lan. Chào em. Trời ơi. Em ơi, nó gần tới 1m7 nhưng mà tổng thể là ok lắm. Ok. Ngon lắm. Đàn trai cũng đẹp trai, không tới 1m7 nhưng ta có cái khác cao hơn. Được không? Dạ được. Được ha. Rồi yêu cầu gì nữa? À, không nhậu nữa. Có nhậu không? Không. Dạ không ạ. Dạ. Không, rồi tốt rồi. Còn gì nữa? Dạ không có bụng bự nha. Dạ không có bụng bự nha. Em không có bụng bự. Nhột không? Có nhột không? Ông nói tôi nghe coi, ông có nhột không? Chứ tôi là tôi nhột dữ lắm đó. Tại bụng tôi bữa nay bự. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự vẫn sang như thường. Đúng rồi. Dạ bụng bự là uống nhiều bia. Uống dài tôi hả? Đây bự không? Bụng bự không? Dạ không, bụng anh Bình Linh không có bự. Thấy chưa, đâu có bự đâu. Bụng bên kia nhỏ hơn bụng này chứ là không bự rồi đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Tính tình thì không có nóng. Em thích người kiểu trầm tính một xíu. Khi hiền khô à? Dạ hiền. Hiền dạ, lắm nhưng mà luôn. Đừng có hiền quá, em thích sự chủ động. Trời ơi. Chủ động không? Dạ có chủ động sơ sơ. Sơ sơ hả? Chủ động sơ sơ. Vậy là yêu cầu nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ tầm cỡ 99% vậy. Trời quá, 99% ngon lành. Rồi bây giờ mình nghe như nhu rồi. Cầu của nhà trai nè. Tiêu chí sao? Dạ em muốn người một người phụ nữ thì không có xăm hình, với lại biết quan tâm. Dạ không, em không có xăm. Có xăm dạ. Không có xăm luôn, ta đã bảo không có xăm luôn. À rồi, không xăm. Biết quan tâm chia sẻ, với lại trung thủy, hiếu thảo hai bên gia đình là được. Có không? Dạ em rất trung thủy. Rất trung thủy luôn. Dạ. Dạ được. Gì nữa? Dạ chừng đó thôi là đủ rồi. Vậy dư đúng muốn không? Muốn cao hay muốn thấp, muốn mập, muốn ốm, muốn trắng, muốn dạ, đen, vừa... tóc dài, tóc ngắn. Dạ một cô gái vừa thôi. Vừa thôi không? Dạ, không mập, không ốm lắm. Không mập, không ốm đúng không? Dạ, mấy trăm lăm trở lên là được rồi. Dư luôn? Dạ. Vậy là đủ rồi, đập dạ, đủ rồi. Dạ, dạ chừng đó là đủ rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái. Chị đâu? Dạ chị. Rồi chị ruột đó đúng không? Đó, ròn ròn nhỏ hơn chị rồi gì chút xíu nữa. Dạ trước tiên thì cho chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp ạ. À. Chào khán giả trường quay ạ. À. À, và chào anh kế bên kia. Nói chung là đầu tiên cũng đến đây thì em gái nó muốn lên đây tìm một người để có thể mà sống chung với nhau đến cuối cuộc đời nè. Thì em thấy cái anh, cái em trai này thì cũng ở được. Nhưng mà thật sự mà nói á, thì hạnh phúc á, là của em gái mình tạo ra. Còn nói chung là chị thấy thì cũng được đó. Thì có gì thì em cứ tiến tới và tìm hiểu thử xem ha.
Nếu được thì mình đến với nhau, còn không được thì mình cũng thể có thể làm bạn được. Rồi. Anh trai đi với ai cơ? Dạ đi với để hai anh bạn đồng nghiệp ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp chung với anh Long cho công ty. Thì tại thứ nhất là tại trong môi trường công ty của em thì đa số là nam nhiều, nên cơ hội tìm kiếm nó ít lại. À, anh Long thì tính tình ảnh vui vẻ, hòa đồng, ảnh rất là gọn gàng, ngăn nắp. Còn về chị bên đây thì em thấy chị rất là dễ thương. Thì qua đây thì em chỉ mong chị là cho anh Long em cơ hội để hai người cùng tiến tới với nhau. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn em. Gọn gàng thấy chưa, ta xác nhận là gọn gàng thấy chưa. Được rồi ha. Bây giờ mở rào. Được rồi đó, tới luôn, tới luôn. Anh tặng hoa. Dạ em có món quà muốn tặng anh. Ở trong này nó có một cái thiệp, cũng có mấy cái câu thơ em đọc. Mở thiệp và đọc luôn. Dạ em xin đọc câu thơ của anh này nha. Thương người nhớ bạn tưởng vắng vương, vương vắng tưởng bạn tình tha thiết, thiết tha tình bạn nhớ người thương. Dạ cảm ơn. Rồi bạn gái tặng trai quà gì vậy? Dạ đó là một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ạ. Rồi. Rồi về hai chỗ bạn đi về chỗ đi. Cảm nhận các bạn coi sao nè. Dạ nhìn em rất xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn em thế nào? Dạ em thấy cũng được. Cảm nhận anh hơi lùn so với cảm nhận của em. À, anh thì anh đến một chương trình này anh chờ mong rất lâu rồi, muốn đến tìm một người và yêu và đến với nhau á. Mà theo như theo em thì như quen nhau á thì trong bao lâu là mình sẽ tiến tới hôn nhân? Yêu thì nếu mà yêu mà đến với nhau thì nó cần cũng khá là nhiều thời gian á anh, tại vì phải tìm hiểu rồi xác định đến là cần một cái quá trình. Thì em thấy anh thì cũng hiền với lại vui vẻ. Cho em hỏi là anh hiện tại mình đang ở đâu? Anh hiện tại là anh ở Đức Hòa, Long An. Ở Long An có xa Đồng Nai phải không? Tại em ở Đồng Nai lận á. Nếu như xa nhưng mà thương thì anh sẽ tìm đúng tới. Đúng, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Ví dụ như là nếu mà quen nhau thì anh nghĩ là một tháng hay là một tuần anh dành cho bao nhiêu thời gian? Quen nhau thì chắc nếu như anh á, thì khi nào em cần thì anh sẽ đến. Vậy là khi nào em cần thì anh mới đến, còn em không cần là anh không đến. Sợ là em không muốn anh đến thôi, chứ còn anh muốn em đến lúc nào thì anh sẽ đến. Và vậy nếu anh đến thì công việc của anh thì anh sắp xếp được không? Anh sắp xếp được chứ, sắp xếp được. Anh đến trong chương trình anh cảm giác là anh muốn tìm hiểu và mong muốn mà có vợ. Mình giống như nói với mình đó, mình mong có vợ sớm quá thì người ta sẽ khó chịu á. Nhưng mà anh thì 3 tháng đến trong năm này á, nếu như mà mình hợp á, mình cho cơ hội để tìm hiểu á, thì theo nghĩ em có nhanh quá không? Từ đây cho đến cuối năm thì em nghĩ nếu mà em tìm hiểu thì cuối năm hoặc là gia duyên thì em sẽ cưới. À. Cứ tìm hiểu và trong thời gian đó thử coi là mình có đem lại hạnh phúc cho nhau hay không thì tiến tới. Chứ bây giờ nói trước cũng không có bước qua được anh. À. Dạ. Anh lên đây thì nhiều quá mà giờ gặp em tự nhiên xinh đẹp quá. Anh nhiều lúc anh luôn, anh biết nói vậy luôn. Bây giờ mình lấy nhau em cũng mấy đứa con thích trai hay gái? Để lấy nhau em thích mấy đứa con, em thích trai gái. Em thích con gái. Anh cũng vậy, anh cũng thích con gái. Dạ. Rồi hỏi coi giờ tiền bạc kinh tế thì về tiền ai giữ? Thì như tiền bạc em thích như vấn đề trong vấn đề tiền bạc thì dạ, em thích... không có gò bó vấn đề tiền bạc. Ví dụ như em giữ cũng được mà anh giữ cũng được. Hoặc là có tài khoản chung thì hai người, ví dụ như mình muốn mua một cái gì đó, là bảo sắm cái gì đó, thì có thể là hai người nói chuyện với nhau. Rồi. Nhưng mà anh không muốn giữ tiền, anh đưa em giữ hết được chứ. Trời ơi, nó hay tốt quá trời. Nhà có anh có em gì không? Dạ có. Còn anh trai không? Dạ, dạ. Em là con đầu ạ. À. À, vậy hả? Quá. Tốt quá, có tiền yêu giao cho vợ giữ bởi hết ha. Rồi bây giờ là Nông, em bước tới nắm tay Thảo, hát bài tặng Thảo đi nào. Dạ, bước tới nắm hai tay nhìn nha. Đó, rồi. Này người anh yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn lời bên nhau như lời hứa, dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê, mãi suốt đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh, tình thương đó là tình phu thê, cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người anh yêu thương,
Anh thương em là cả cuộc đời. Tình yêu ấy là tình hiểu thấu, suốt cuộc đời chỉ dành cho nhau. Vô luôn. Đúng trend luôn, đúng trend luôn. Rồi cho Thảo hát đi. Thảo nắm tay tiếp tục, đừng có buông tay ra. Em sẽ hát bài Gửi Tình Yêu Của Anh. Rồi. Trăng lên em nhớ những lúc bên anh, lúc ta còn say đắm tình. Em trôi trong mơ mộng, hồn nhiên từ trong đôi mắt. Đêm ấy cũng giống đêm nay, ánh trăng vàng soi cuối đường. Thế nhưng đôi ta bây giờ đã khác xưa. Em hát một tục được. Hay là hai đứa hát hay đó. Bạn đứng im im chưa? Đó, bây giờ là nhìn thẳng vô mắt 30 giây hai đứa nhìn nhau. Người ta nhìn thì đứng đó canh chi vậy trời? Người sao người ta nhìn? Coi hai đứa nó giao lưu tình cảm sao rồi. Hai đứa nhìn đi, nhìn. Lúc này mới trao nhau ánh mắt nè, mắt nhìn mắt. Đó, dạ. Nên khi gặp em tự nhiên tim mình nó rung động á. Mình hãy cho nghe cơ hội và hãy nhớ bấm nút nè. Dạ. Rồi được rồi, về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, sao không có bấm hả? Dạ, không có bấm. Ô. Sao vậy Thảo? Sao vậy cưng? Em nghĩ như thế nào? Dạ thì em... Em lo lắng điều gì? Dạ em cảm thấy có một chút không hợp với em. Một chút không phù hợp hả? Dạ. Là một cái chút gì đó vậy? Là chỗ nào? Dạ nói chung là em chưa cảm nhận được á, nên em không có bấm được. Không cảm nhận bấm được hả? Dạ em chưa cảm nhận được sự rung động của bạn trai nên em không thể bấm. Thật ra là Nông dễ thương vô đúng cùng rồi. Luôn đó. Nông có ngay tình cảm với em từ giây phút đầu tiên luôn. Khi em lên đây cái tự nhiên cảm giác rung quá, em không biết cái gì em nói. Tại vì á, Nông gặp em rung quá, tiếng sét mà. Nó rung không nói được thôi. Chưa có khả năng, có cơ hội để chứng minh bản lĩnh của mình thôi. Thôi được rồi. Dạ. Chúc cho lấy số điện thoại xong rồi tính sau nha. Dạ dạ biết rồi. Nha. Dạ. Rồi biết đâu được, cố gắng chinh phục nha. Nếu thật sự em có tình cảm với lại Thảo. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân bên kia. Chào bạn gái bên kia. Em tên Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1986, nay 36 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp. Nguyễn Văn gì? Nguyễn Văn Hường. Hường, màu Hường đó. Dạ, màu Hường. Hường á, cô Hường Dân á. Màu Hường, dạ đúng rồi. À, Hường là Hồng á ha. Dạ, Hồng Hường đó. Dạ. Ui sao mình đặt tên Hường, con trai đặt tên Hường vậy? Chắc nhỏ có nuôi quá nên đặt tên Hường cho dễ nuôi mà. Sinh năm 86 hả? Dạ. Rồi, ở Đồng Tháp, mình làm việc gì Hường? Làm bảo vệ anh. À, làm ở đâu? Ở Cần Giuộc, Long An. À, làm ở Cần Giuộc, nhưng mà quê ở... Quê Đồng Tháp. Đồng Tháp. Lên Cần Giuộc, Long An làm. Rồi mình ở Cần Giuộc luôn. Dạ. Rồi. Mời nhà gái. Bên em có thích màu Hường không em? Dạ, em cũng thích ạ. Em thích màu Hường hả? Ừ. Cái anh đàn ông tên Hường em có thích không? Em cũng chưa biết. Cũng chưa biết hả? Thôi giờ mình giới thiệu cho mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Dạ, anh Huyền Linh và bạn trên nam bên kia. Chào em. Em tên là Mai Thủy Tiên. Tên gì? Tiên. Mai Thủy Tiên. À, Mai Thủy Tiên. Trời, tên đẹp quá vậy ta. Dạ. Bên đây là tên Hường, bên kia là Mai Thủy Tiên. Ờ, họ Mai tên Thủy Tiên. Em sinh 1985. Là nhiêu ta? 85 là hơn tuổi hả? Hơn bên đây tuổi đó. Dạ. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Rồi. Là Thủy Tiên làm công việc gì Thủy Tiên? Em làm công nhân thôi ạ. Công nhân hả? Làm dạ. Ở đâu? Làm ở khu chế xuất Linh Trung 2. Ở thành phố hả? Dạ. À. Ở thành phố này? Dạ. Ủa Linh Trung 2 là ở Thủ Đức đó. Ở Thủ Đức đó. Thành phố Thủ Đức gần nhà Vân đó. Ờ, về Long An gần không Linh? Đúng rồi, gần. Dạ. Hai bên đó, hai bên không có gần. Hai bên thì xa. Ủa? Cách nhau cũng 20-30 cây số. Vậy hả? Ừ, cũng không phải xa lắm đâu. Ừ. Rồi. Nhưng mà quê Tiên đâu Tiên? Quê em ở Sóc Trăng à. Sóc Trăng hả? Dạ. Huyện nào Tiên? Em ở huyện Kế Sách. À, Kế Sách là nhãn tím đó ha.
Dạ. Nhãn tím rất là nổi tiếng ở Cái Sách luôn. Rồi, một người ở Sóc Trăng, một người ở Đồng Tháp, vậy là cũng cùng miền Tây đó. Miền Tây dạ. Muốn về Sóc Trăng thì cũng phải đi qua gần, đi ngang ngang Đồng Tháp đó. Đi qua Đồng Tháp. Rồi, bây giờ thì mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì điểm mạnh là biết như nấu ăn, vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính một tí. Nóng tính một tí hả? Dạ. Nóng cỡ nào, nếu mà nóng quá em làm gì? Nóng quá thì tức là vậy thôi chứ không làm gì hết. Làm bảo vệ nóng rồi sao? Thì cũng tức là like thôi chứ cũng không có... Bảo vệ có giờ la ai không? Cứ phải la chứ. Trời, bảo vệ phải la chứ, đừng có đánh người ta thôi. Nhưng mà thì đúng rồi, không có la. Không có đánh chị. Chỉ la thôi, như là ai làm sai gì đó của mình la cái thôi à. Chứ không có gì. Bảo vệ ở đâu Hường? Ở cũng Cần Giuộc Long An luôn anh. Nhưng mà là bảo vệ gì? Ngân hàng. À, ngân hàng hả? À, bảo dạ. Vệ ngân trời, hàng. Ngon. Vậy là giữ tiền ngon à. Không, vậy là bảo vệ ngân hàng. Ngày nào cũng ngày nào cũng gặp tiền hết trơn mà không. Ngày nào cũng gặp tiền chứ mà mơ hoài mà không được tiền. Ơi, ưu điểm khuyết điểm nhà gái thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là cũng thích nấu ăn. Em thì cũng hơi nóng tính. Vậy đó hả? Dạ. Nấu rồi em làm cái gì? Dạ. Nhưng mà nóng thì cũng nhanh nguội lắm. Dạ. Xé đồ xé đạc hay đập đồ đập đạc không? Không, nóng lên thì chỉ nói thôi chứ không có đập. Cũng la thôi đúng không? Dạ. Trời, hai cái này nóng lên la ung sùm. Hai bên la mạnh, hai bên la. La thôi chứ không đập đồ đâu. Dạ. Rồi có biết nhậu nhẹt gì không? Không, em không thích mấy cái đó. Rồi có thích bạn trai nhậu không? Em cũng không thích. Không thích luôn. Nhậu ít thôi thì được chứ nhậu nhiều em cũng không thích. Ngoài nóng tánh còn điểm yếu gì nữa? Vậy là hợp gơ rồi đó. Em cũng nhậu ít thôi. Em có cái tật xấu là sáng ngủ dậy hay nướng lắm. Ngủ nướng rồi kệ ai cũng dạ. Nướng, nhất là mùa dịch nướng quá nướng rồi. Nướng ghét luôn. Sáng ngủ dậy là hơi nằm nướng tí mới dậy nổi. Bên đó còn có thể nướng được, đây bảo vệ ngân hàng mà ngủ nướng không có được nha. Dạ. Tới giờ phải ra bảo vệ nha. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi Hường. Thì em cũng gãy đổ một lần rồi anh. Gãy đổ một lần. Gãy đổ một lần mà chưa có con. Em với bà xã với nhau được bao nhiêu năm? Cũng hơn năm anh. Hơn có năm mà. Dạ. Lý do gì mà gãy đổ vậy Hường? Là tại vì cũng hai người nóng tính đó chị, giờ không có nhường. Không có nhai nhường ai nên không kìm, nói chung là hai người không nhường ai rồi thôi, thấy không có hợp á. Đó. Nên nằm ngưng luôn. Cái đó là nguy hiểm đó. Dạ. Bạn Mai Thủy Tiên bên kia cũng hơi nóng tính nên chúc mình thỏa thuận cái vụ này nha. Dạ. Rồi bên đây là có gia đình rồi, đổ vỡ lâu chưa vậy Hường? Hơn 3 năm anh. Hơn 3 năm rồi. 3 năm. Dạ. Đó. Mình nhưng sao mà Tiên? Chưa có con. Dạ. Em thì cũng đổ vỡ một lần mà em có một bé trai. Ở với em? Không, ở với ông bà nội á. Ở với ông bà nội. Dạ. Bé trai mấy tuổi cưng? Năm nay cũng 14 tuổi rồi chị. Wow, vậy là mình chia tay lâu chưa? Em chia tay được 12 năm mấy rồi. 12 năm mấy rồi? Dạ. Trời đất ơi. Đất ơi, rồi ở không tới giờ này luôn. Hay dạ. Vậy ta? Ôi, lý do làm sao mà chia tay vậy cơ? Nói chung thì chồng em thì tánh gia trưởng á, rồi cũng hay cọc cằn lắm, cũng nhậu nhiều nữa. Rồi nói chung mỗi lần nhậu về thì nói qua nói lại thì bị đánh. Ôi, vậy đó hả? Nên là nhiều lần quá rồi, nói chung trong cuộc sống gia đình á, nhiều lần xảy ra chuyện này chuyện kia rồi em nhịn hết nổi rồi em thôi. Nhậu nhiều hả? Dạ. Hường có nhậu không Hường? Nhậu ít lắm anh, khoảng chừng 2 lon 3 lon xỉn rồi. Vậy thôi nha. Dạ. Đừng có nhậu lầy quá, về lánh vợ con kia không được nha. Dạ. Rồi bây giờ hai bên cũng đã đổ vỡ, cũng đã hiểu được làm sao để giữ trọn vẹn cái hôn nhân tiếp theo rồi. Thấy không? Bây giờ cái mong muốn đi ha. Đúng bây rồi. Giờ cái đây để Thủy Tiên nói trước nè. Em bây giờ nếu mà đã một lần như vậy rồi thì em mong muốn cái người đàn ông của em sẽ như thế nào? Em nói lớn lên đặng cho Hường bển nghe. Nói chung thì giờ em cũng gãy đôi một lần, em cũng mong muốn là tìm được một người biết chăm lo cho gia đình, biết thương vợ thương con. Nói chung là cũng hòa đồng với mọi người một chút. Hường ơi. Ước muốn của em dạ. Đơn giản vậy đó. Xin lỗi, Mai Thủy Tiên. Dạ. Chào em gái. Chào anh. Xinh đẹp ha. Dạ. Được đàn trai mình thấy được em trai. Dạ. Hường ở thành phố Đức ở với ai? Em ở nhà trọ ở mình à. Ở mình. Còn Hường á ở Cần Giuộc ở với ai? Em ở tại ngân hàng luôn anh. Ở trong ngân hàng luôn. Ban ngày làm hai người, bắt to chứ bữa tối thì ngủ cũng hai người luôn. Hai người là trai hay gái? Trai không anh. Hai bảo vệ không á? Hai bảo vệ luôn. Dạ. Ở tại ngân hàng luôn. Cái dạ. Người kia bạn gái ổng lên đây làm gì? Đúng không Hường? Đúng rồi, nếu mà gái mà bảo vệ vậy ai cho vô là làm.
Thì bởi vậy với lại nếu mà vậy thì em đâu lên đây gặp Mai Thủy Tiên đúng không? Dạ đúng rồi đó. Hỏi lâu lâu tao hỏi lén tại... lén cái coi thử có lộ ra gì không á mà. Bây giờ thí dụ như hai người lấy nhau đó thì có thể là mình về Cần Giuộc mình xin việc làm cho Mai Thủy Tiên được không Hường? Dạ chắc được anh. Chắc được. Rồi đó mình thuê nhà trọ ở hai người cùng làm ăn được không? Dạ được. Đó. Ý... bên đây coi Tiên có đồng ý không? Tiên ý làm Linh công nhân là gì vậy đó. Dạ em làm trong công ty gỗ á chị. Gỗ vậy là em có chuyển được không? Em về với Nhưng Long mà cái nghiệp vụ của em là gì? Em chỉ ngồi em dán qua nia thôi. Trời ơi dễ. Vậy mình làm gì cũng được, mình vô chỗ nào mình làm cũng được. Đúng rồi. Dạ. Vậy là cũng dễ ha. Nhưng mà em có đồng ý về Cần Giuộc không? Ủa anh Cần Giuộc là ở đâu em? Tại Long An. Cần Giuộc Long An em. Sát bên thành phố nè. Dạ. Quốc lộ 50 đi xuống chút xíu tới Cần Giuộc rồi, tức là ngay Nguyễn Văn Linh á, quận 7 á. Dạ. Đi xuống chút xíu là tới Cần Giuộc rồi. Cần Giuộc là ở tại đâu em? Ngay thị trấn luôn anh. Ngay thị trấn Cần Giuộc. Tại vì ngân hàng là nằm ngay thị trấn không? Ở đó sầm uất lắm ha. Dạ. Sát bên thành phố luôn. Được không? Thì cũng coi coi để sao em đúng không? Coi để... sao là. À, nào để... coi nhiều khi điện chứ đó, để nếu mà mình nếu mà bên Tiên ngoài có nhiều có công ty rồi làm được, nếu em được em chuyển gia cũng được. Đó thấy chưa? Biết đâu bên kia thì chuyển lên Thủ Đức cũng được. Đúng rồi, ngân hàng Thủ Đức cũng nhiều. Ừ. Rồi vậy là thấy ổn rồi đó. Bây giờ là chí hướng là hai người có thể thỏa thuận với nhau nha, lên xuống lên Thủ Đức hay là xuống Cần Giuộc gì đó tùy hai người thỏa thuận với nhau. Sao đi, dạ dạ dạ. Cái vấn đề cái mong muốn đúng của rồi. Người ta nè. Người ta đã một lần nhậu về quýnh sợ lắm rồi, bây giờ ngán mấy ông nhậu lắm rồi. Nhậu ít lắm. Hả? Thì đó thì phải ấy đúng không? Rồi còn bên kia mong muốn gì? Bên Hường á, Hường mong muốn cái người Hường muốn con gái tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào Hường? Một nửa thương thì chúng biết nói chung là y như ý của bạn bên đó vậy đó. Nhưng biết chăm lo cho gia đình và biết chăm sóc lẫn nhau được. À. Dạ. Chúc con nhau. Rồi có yêu cầu một người con gái thế nào không? Phải đẹp làm sao rồi tướng nói chung ra em cũng không yêu cầu gì, tại vì nếu chủ yếu là tính tình mà thấy nó phù hợp với biết sống nhau là được rồi. Còn ví dụ mà xấu hay đẹp chuyện đó em cũng không cần thiết đâu. Em không cần đẹp hay là cao hay là gì đâu. Anh thấy cô gái bên kia rất là xinh đó. Dạ. Trắng trẻo, dễ thương. Là thấy ngoại hình là anh chấm rồi đó. Nếu người lên chấm là chắc em cũng chấm luôn rồi. Ừ, chấm rồi đó nha. Còn nhà gái coi đàn trai sao nè. Thì để tôi coi chứ tôi thấy để nhà trai tôi cũng gọi là cũng dạ. Lãng tử lắm á. Ừ. Cao ráo, bảo vệ ngân hàng mà tướng ngon lành à. Chào em. Coi như là về hình dáng này, về khuôn mặt là thấy là bên nhà gái chấm rồi đó nha. Dạ. Giờ chị hỏi chút xíu về vấn đề là cái vụ mà nhậu nhẹt thôi, bị bên đây người ta phốt cái vụ đó quá. Cái nhậu em nhậu có hai ba lon là. Hai ba lon. Dạ, là. Nhưng mà giờ mai mốt mà có, tức là giữa gia đình với bạn bè thì em sẽ là bên nào nặng hơn? Có nghĩa là ví dụ giờ có vợ rồi gì đúng không? Dạ. Mà bạn bè kêu đi nhậu một cái thì em mà vợ em không đồng ý cho em đi nhậu thì em sẽ chắc nghe có lẽ ưu tiên bên gia đình hơn á. Tại vì đúng rồi, tại vì nhậu nó không có được gì hết. Ừ. Nó không có lợi gì cho mình mà mình nói chung là ưu tiên với gia đình thì nó có lợi hơn. Hứa nghe, dạ. Tại vì cái clip này còn hoài á. Dạ dạ biết rồi. Còn hoài luôn đó nha. Dạ. Chứ em ít nhậu mà em không hút thuốc nữa. Em đâu không hút, không hút thuốc nữa đúng không? Người ta chưa có gia đình nên ra đôi khi người ta uống lon hai lon nó vui đúng không? Vui đúng vui thôi trời. Đó vậy là bạn nói rõ ràng mà coi như là có cả triệu người làm chứng rồi, cho nên là em yên tâm cái chuyện đó đi ha. Em cứ cái ngày hôm nay em lưu trong điện thoại của em á, cái clip này em có chuyện gì cái mở lên ngay cô ngay chỗ này cho chị. Tôi Mai... thấy là về xứng đào xứng kép vậy được đó, thấy hai người được đó, hợp lý. Rất là xứng đó nha. Mai Thủy Tiên, em không thích điều gì ở đàn ông? Nói chung là em không có thích đàn ông ăn nhậu với gái gú này kia thì nhưng mà nhậu say về ham mà vui được, có thích không? Dạ ham vui được, vô tư lự quá làm sao? Nói chung là vui vẻ thì cũng được. Nhưng mà đừng quá chớn thôi. Thật ra thì cái này á, ai cũng mong muốn là đàn ông đừng có nhậu nhẹt, đừng có mê gái. Dạ. Nhưng mà bản chất thật ra mà nói thì đàn ông nào thấy gái đẹp cũng nhìn hết trơn á. Thấy nhậu một tí cũng ngồi cũng làm lon hay lon. Nhưng quan trọng người đàn ông kiểm soát được mình hay không. Dạ. Biết dừng chỗ nào thôi. Đẹp thì phải nhìn nhưng đừng có theo. Dạ. Thấy không?
Chứ mấy ông bảo vệ nhiều khi ngồi thấy mấy cô vô ngân hàng gửi tiền cũng đẹp, cũng phải nhìn chứ. Đúng. Nhưng mà nhớ là đừng có theo là được, nhớ không? Rồi, em không thích điều gì là phụ nữ Hường? Nói chung thì em cũng dễ, cũng dễ, dễ ha? Dạ, chứ không có đòi hỏi gì. Rồi, thôi, và hai đứa cố gắng thảo luận cái chuyện mà nóng nảy đó. Dạ. Rồi, vậy là xong, anh nghĩ rằng cái chuyện đó là phải giải quyết nha. Dạ. Bởi vì hai bên đều nóng, mà không nó sẽ đi vào vết xe đổ giống như là cái người cũ em là rất là mệt. Ừ. Rồi bây giờ thì thôi mở rào. Mở rào đi. Cho Mai Thủy Tiên Màu Hường gặp nhau ha. Mở rào. Bắt đầu đi Hường. Quà đi cưng đi. Rồi tiến tới nào, lớn tuổi hơn kêu lại kêu em. Không sao đâu. Dạ, trời ơi, mình đàn ông mà. Em muốn quà tặng. Dạ, cảm ơn. Bây giờ Hường nhìn Thủy Tiên thì Hường thấy sao nè? Nói cảm nhận thì hả? Sao sao ok đó chị, nói đi, nói cái cảm xúc của mình đi, mở thì... rào ra nhìn Thủy Tiên có tiền, hồn không? Đẹp, xinh. Thấy không? Thấy anh nói đúng không Hường? Dạ. Ủa mà anh làm ngân hàng ở dưới lâu chưa? Lúc trước anh làm ở Sài Gòn, nó chuyển người miền Tây, nó chuyển về Long An. Về đó cũng hơn năm rồi. Dạ. Em thì làm công ty ở đây cũng 12 năm mấy rồi. À 12 năm mấy thì chắc cũng chế độ cũng đầy đủ rồi thôi. Chắc lẽ anh sẽ rút ra ngoài nó hay hơn. Dạ. Cái nào có quyền lợi hơn thì mình tương chính tương lai sau này. Đúng, đúng rồi. Rồi. Thôi anh, chứ còn giờ em rút đó mà. Thì nó mắc nó đủ thứ nữa. Đúng rồi. Đúng. Cái nào lại mình ở đó. Đâu mà có đúng lại rồi. Là mình sống ở đó thôi. Tại vì mình cũng lớn rồi, cái tính cái nào nó có hướng nó ấy hơn rồi. Đây nhà trọ ta ở con mình nè. Đúng không? Cáp dạ. Vô chia nhà trọ ra khỏe luôn. Ủa mà bên gia đình anh được mấy anh em? Năm chị em gái, ba chị gái, anh với thằng em trai. Em trai này cũng chưa có vợ. Dạ. Vậy là anh còn mần, anh có lo cho em không? Là ý sao? Là em của em, cho em của anh trong gia đình á, anh có phụ giúp gì không? Thì nó cũng có đi làm, nó phụ, nói chung là ai cũng phụ về gia đình hết á. Dạ. À. Ý Tiên muốn hỏi là em có bị gánh nặng gia đình là phải lo cho em ăn học hay không? À không, cái này nó lớn rồi, nó sinh năm 88 mà. Ờ. Bên này cũng ba mấy đi làm suốt rồi. À, chỉ có mấy anh em chị em là phụng dưỡng cho mẹ thôi đúng không? Vậy, ai cũng có gia đình riêng hết trơn, không như là giúp được gì cứ giúp vậy thôi. Ừ. Chứ cũng không có, ba mẹ cũng không đòi hỏi gì. Ừ. Còn nhà Tiên gia đình được mấy người? Gia đình em cũng 8 chị em lận. 8 luôn hả? Dạ. Tiên thứ mấy? Em thứ 5. Thứ năm, vậy là cùng thứ ở đây cũng thứ năm nữa nè. năm mười điểm không hết chạy luôn, lúc nào luôn. năm mười cũng phải cào là hết sảy luôn. À, bây giờ thì hai bạn cũng lớn rồi, mình cứ thỏa thuận đi, có thể mình hẹn hò để tìm hiểu thế nào hai người trao đổi đi. Chung như hôm nay mà lên đây thì gặp Tiên thì anh cũng có cái cảm nhận là thích Tiên, nên mình cho nhau cơ hội đi, cái gì mình tìm hiểu rồi được thì mình tiến tới. Được, đúng rồi đó. Dạ. Giờ là được là tới luôn thôi, tới luôn rồi. Giờ lớn rồi. Con luôn thôi. Giờ mình lớn hết rồi nhưng mà chậm quá thì nó cũng nó mất hay à, nhanh chứ. À, cho nó có hiệu quả hơn. Bây giờ các bạn gọi là cũng hiểu chuyện hết rồi, biết cuộc sống gia đình thế nào rồi. Quan trọng là mình hòa nhập với nhau để mình sống thôi. Cái chuyện nãy giờ đang căng thẳng cái chỗ mà anh lo nhất là cái chuyện hai đứa nóng tính đó. Cái chuyện đó sau này chắc có gì cho hai ông người tự đi, thương lượng nhau đi. Nếu ai nóng thì sao đó, ví dụ như mà sau này mình sẽ rút kinh nghiệm như thế này, ví dụ như Tiên nóng lên đó thì anh sẽ dịu lại, còn nếu anh có nóng lên nữa thì cái Tiên dịu lại là mọi chuyện nó sắp xếp sau đó, như vậy nó sẽ ổn hơn. Chứ hai người mà ồ lên thì nói chung không ai kiềm chế được thì nó xảy ra nó cũng mắc hay. Tại vì chia ra chị nói nghe ra. Nè 2, 4, 6, 3, 5, 7 đúng không? Nếu mà 2, 4, 6 thì chia ra là mà Hường nóng á, là Tiên xách xe đi ra ngoài, rồi rơi vào ngày 3, 5, 7 á, là Hường phải xách xe đi ra ngoài. À. Đó vậy cho khỏe. Chủ này khó rồi nha. Không có gì. Cứ canh đúng 2, 4, 6, 3, 5, 7 hả, nóng là phải giao ước vậy đó. Nóng nhiều khi nóng nhiều nóng ít, nhầm khi 3, 5, 7 nóng quá nóng
phải chấp nhận thôi, giờ phải chấp nhận thôi. Nếu mà 357 357 nóng nhiều á thì lấy nước tạt vô cho nguội lên. Có đủ chiêu mà. Lỡ tạt làm nước sôi mệt nữa. Tiền thấy sao? Nói chuyện nói với Tiền thấy anh tí. Sao Tiền? Lớn rồi mình cứ nói thẳng đi. Có gì đâu, ngại phải như chưa nói có trải qua thì ngại. Thấy nói chuyện ở đây thì thấy anh thì cũng được, nhưng mà em đâu biết là mai mốt như thế nào đâu. Nói chung ra thì anh nói nó sự thật là vậy mà, mình lớn mình đâu có thể thay đổi những cái đó được. Thay đổi đó thì ghi hình như vậy thì coi như nó con người nó không coi cho gì sao? Ví dụ như vậy á. Đúng đó. Rồi, coi thành nên, bánh tráng sao? Thì ví dụ như nếu mà anh ví dụ như có gian thì anh nói anh không nóng tính thì nó sẽ mọi cái nó phù hợp hơn. Nhưng bây giờ mình nói như vậy thì nó trao đổi hơn để mình hiểu nhau hơn. Chứ để giấu giếm mà nó cũng lòi ra thôi. Đúng rồi, vậy giấu cũng lòi ra. Đúng rồi, thà là nói trước nó dễ hơn. Ủa mà anh lấy vợ được mấy năm mà thôi? Hơn một năm. Hơn năm. Hơn năm. Rồi hai vợ chồng đi làm hay là ở với ba đúng mẹ? Đúng rồi, hai chồng đi làm, cũng làm ở trên Sài Gòn. Bây giờ Tiên chỉ hỏi cái vấn đề, thực ra bây giờ còn cái đứa con là em có thường xuyên đi thăm con không hay sao? Em có phải nuôi con không? Nói chung thì em cũng không có thường xuyên về được, nhưng mà em chỉ điện thoại với nhắn tin thôi. Rồi lâu lâu em mới về thăm con được. Còn con thì sống với ông bà nội đó giờ quen rồi, nên là cần gì thì nói em thì em cho thôi, chứ hàng tháng thì em cũng không phải có trách nhiệm, không có gửi hàng tháng. Nhưng mà ý là con cần gì thì nói thì em sẽ cho vậy đó. Cái đó giống như mình hỗ trợ phụ thôi chứ mình không có chính thức. Dạ, đó thì thành ra nói vậy để hiểu là hai đứa nếu có đi đến hôn nhân là phải có con liền. Đúng rồi, lớn rồi hiểu không, có hai đứa con phải có con liền. Giờ muốn có con thì Hường thích con trai hay gái vậy đó, hỏi ra đi. Trai gái gì cũng được chị, tại vì lớn tuổi rồi chứ giờ đòi hỏi cũng cái đó cái chờ cho mà đâu có, mình muốn cũng không được, có những cái anh muốn cũng được. Thì Tiên sao? Tiên thích con trai hay gái? Em thì thích con gái. Tại làm vì cặp giống anh Linh á. Nói chung là lúc trước em cũng thích con gái, nhưng mà em có một bé trai rồi, giờ em thích con gái hơn. Hai đứa cũng lớn rồi, mình phải làm nhanh nhanh, năm nay 37 rồi. Dạ. Đâu còn nhỏ đâu. Đó, nếu mà tìm hiểu nhau được thì các bạn có nghĩ cái chuyện là chúng ta gọi là sống thử trước hôn nhân không? Không, em không thích sống thử. Đó, mình trao đổi với nhau vấn đề đó luôn đi. Nếu mà quen thì tìm hiểu, nếu được thì tiến tới, chứ sống thử trước em không thích. Thường thấy sao? Chấp nhận. Chấp nhận đó. Dạ. Đó, mình lớn rồi mình cứ thoải mái nói chuyện đi. Hường là thấy giống như trúng tên rồi, cho nên bây giờ cái gì cũng chấp nhận hết trơn. Bây giờ Hường có thể đứng lên hát tặng cho Thủy Tiên một bài, một đoạn bài hát nào đó. Em hát nhạc chến mà toàn nhạc buồn không anh? Kể nó, nếu quan đâu trọng là gọi đem đến một cái cảm xúc nào đó khác khác thôi. Đứng lên đi Hường. Đó. Nhạc bolero nha. Chứ nhạc sến này Tiên là ta là nhạc, nhạc bolero á, thì nhạc sến là bolero đó. Bolero chứ không có sến. Rồi, nhìn Tiên đi. Dùng cái nó thoải mái. Áo khúc tôi nghe anh. Tuổi đời trắng đến cô hôi gót mòn đai lô buông, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào di vắng. Đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Được rồi. Cũng buồn á, buồn thiệt. Trong nhà rất buồn luôn. Ba cái nhạc đó nhạc buồn không à? Cái đó là khi nào mà gặp nhau hát nghe nó mới ngủ được, chứ còn cái này nghe hát rồi nó không có may mắn. Tiên biết hát không, hát cho anh nghe đoạn đi. Người miền Tây ai cũng biết hát hết á. Nói chung em biết hát mà hôm nay em bị ấy rồi, nó nói không được, tắt tiếng. À, khai dạ. Tiếng. Tiên á là rất e ngại, thẹn thùng á. Thành ra là trong tất cả mọi việc anh nghĩ rằng Hường phải chủ động nhiều hơn nha. Rồi mạnh dạn lên. Dù sao mình cũng đã một lỡ lần đò rồi, đừng có ngại ngùng nói sao để hiểu nhau thôi nha. Yeah. Bây giờ trước khi bấm nút thì anh dành cho Hường 30 giây để có thể nói gì với cô gái, thuyết phục cô gái để cô gái có thể đồng ý hẹn hò với em. Nói đi. Thì lúc mở rào ra thì anh thấy Tiên thì anh thích, rất thích, xinh đẹp. Nên ai cũng có lỡ một chuyến đò rồi. Nên cũng mong Tiên là giờ
mình cho nhau cơ hội đi, mình tìm hiểu đi. Nếu được thì mình tính tới hôn nhân luôn. Còn nếu mà không được thì coi như mình như là bạn bè vậy. Bạn bè mà đến đây mình biết thêm một người bạn thôi. Rồi, ok. Chúng ta để tay nút bấm thôi. Quyền quyết định thuộc về Bé Cưng em bỏ Thường đi. Và Thủy Tiên. Đó. Chúng ta nhìn về phía trước, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đồng ý, bấm nút. Nếu ta cảm giác trái tim mình không rung động, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Ở đây là mình phải sống thật với nhau, sống bằng cả con tim của mình nha. Không phải bấm vì điều gì cả. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Tiên không bấm. Tiên không bấm hả? Sao vậy Tiên? Dạ. Em thấy có gì nó lợn cợn trong lòng không? Nói chung là em thấy em không có rung động gì trái tim. Chưa rung động đúng không? Dạ. Thường cũng là một chàng trai rất là gọi là đẹp trai đó nha. Cũng lãng tử lắm đó, có gọi là đồng tiền rồi nữa đó. Chưa rung động, em cần cái điều gì hả Thủy Tiên? Em cũng không biết, em thấy nó như là nói chung là chưa rung động nên là em không có. Tại vì có lẽ Hường á chưa có thoải mái để trút cả những cái cảm xúc tình cảm của mình với một người đối diện và tạo cho họ một cái niềm tin. Thực ra là gì, phụ nữ á, nếu như đàn ông mà hiểu về tâm lý đó, chúng ta làm sao nói để người phụ nữ tin mình. Tin mình là chỗ dựa vững chắc, là một bờ vai để họ nương tựa, là nơi họ có thể chia ngọt sẻ bùi. Thì anh nghĩ rằng người phụ nữ sẽ rất là ok. Còn có lẽ rằng em Hường hơi là cũng ngại ngùng đúng không? Cũng ít có chia sẻ đó, thành ra là ở Thủy Tiên là chưa hiểu nhiều lắm. Chị cũng mới lên đây lần đầu tiên, giống như là mình ghi hình đó nên nó rung. Đúng chứ rồi. Mọi chuyện nó rối, nó không biết nói gì hết. Chứ mà bình thường em rất là vui vẻ và em nói chuyện rất là hay. Được rồi, có thể là những người bạn với nhau. Dạ. Biết đâu chúng ta lại có thể có một cơ hội nào khác. Dạ. Đúng không? Dạ. Thôi chúc cho hai bạn sớm sẽ tìm một nửa mảnh ghép của mình. Và chúc cho hai bạn biết đâu chúng ta cũng sẽ là bạn với nhau. Dạ. Cũng sẽ là gọi là gia đình với nhau. Dạ. Điều đó không thể nói trước được. Cái chuyện đó không thể nào nói trước được. Bây giờ giữ cái mối quan hệ bạn bè rồi, tự nhiên một ngày nào đó trái tim là xuyến xắn lên như nhìn cái con này cười. Xong nhớ chừng ra đó anh Tinh Hường đó. Đó. Cứ ôm cái gối ôm đó mà nhớ anh Tinh Hường. Rồi biết đâu ngày đó Hường có thể xin số điện thoại làm quen lên Thủ Đức. Rồi nói chuyện tiếp tục ha. Yeah.